Mình xin kính chào tất cả các bạn. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã được đồng hành và ủng hộ kênh Bình Bo của mình ngày một phát triển. Thì hôm nay mình sẽ thông tin với các bạn một cái tin thông tin nữa về cái bức thư tuyệt mệnh của Thượng úy Lê Quốc Tuấn đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau hơn một tháng qua. Thì theo như cái clip hôm trước mình làm ấy, thì bức thư đó đã được vợ của Thượng úy Lê Quốc Tuấn xác nhận đó không phải là bức thư tuyệt mệnh của Thượng úy Lê Quốc Tuấn, mà Thượng úy Lê Quốc Tuấn ra đi cũng không để lại bất kỳ cái gì cho gia đình cả. Chị thực sự rất là bị sốc vì ngay sau khi chồng chị qua đời thì trên mạng xã hội đã lan truyền một cái bức thư và nói đấy là bức thư tuyệt mệnh của gia đình chị, và chị đã đính chính đó không phải là bức thư thực sự của Thượng úy Lê Quốc Tuấn, và Thượng úy Lê Quốc Tuấn cũng không để lại bất kỳ cái gì cho vợ con cả. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin rất là bí mật và một cái thông tin về người đã viết bức thư giả danh bức thư tuyệt mệnh của Thượng úy Lê Quốc Tuấn và tung lên mạng với một cái mục đích gì. Thì như các bạn đã biết đấy, ngay sau khi Thượng úy Lê Quốc Tuấn qua đời thì trên mạng xã hội đã xuất hiện một cách chóng mặt một cái bức thư giả mạo của Thượng úy Lê Quốc Tuấn viết cho vợ con và gia đình. Bức thư được viết trên một cái tờ giấy uli của học sinh tiểu học, rất là phẳng phiu và với nét chữ thì thực sự là không biết là các bạn nhìn thế nào, nhưng mình nhìn thấy nét chữ vẫn có những cái nét sai chính tả và nét chữ rất là mềm mại, và nét chữ đây là nét chữ con gái chứ không phải là nét chữ con trai của Thượng úy Lê Quốc Tuấn. Và sau đây thì mình xin mời tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng cái hình ảnh chủ nhân của bức thư giả danh bức thư của Thượng úy Lê Quốc Tuấn ở trên mạng xã hội, kèm theo đó là những cái lời comment của tất cả các cộng đồng mạng. Có những người thì khen rồi đồng cảm với lại cái hoàn cảnh của Thượng úy Lê Quốc Tuấn mắc phải, và có những người thì bình luận thực sự là rất là ác cảm đối với lại vụ việc của Thượng úy Lê Quốc Tuấn, và đặc biệt là mời các bạn hãy chiêm ngưỡng cái hình ảnh của cô gái chủ nhân của tác giả bức thư tuyệt mệnh của Thượng úy Lê Quốc Tuấn ở trên mạng này là người như thế nào. Và cái bức thư này ấy, thì nó lại là một bức thư rất là sạch sẽ và phẳng phiu. Các bạn hãy đặt cái hoàn cảnh Thượng úy Lê Quốc Tuấn bị cơ quan chức năng bắn hạ và ngã xuống bên cạnh dưới chân cái vách đá, hai bên là hai cái vách đá, và trách bên trên đấy đó là một tượng Phật, bùn đất rất là nhiều, máu mê nữa. Thì các bạn hiểu rằng là, và các bạn cũng phải hiểu rằng là bức thư đấy, theo như một số cộng đồng mạng bình luận thì đó là bức thư được lấy ra từ túi quần của Thượng úy Lê Quốc Tuấn. Các bạn thử đặt vào cái hoàn cảnh khi Tuấn Khỉ bị như vậy thì liệu bức thư nó còn phẳng phiu, nó còn đẹp như vậy không, hay là nó sẽ là lấm lem và nhầu lát. Nhưng đằng này thì bức thư lại rất là phẳng phiu và trắng, vẫn còn gần như là nguyên vẹn cả. Thì qua cái như này thì mọi người cũng tưởng tượng là bức thư này là bức thư giả chứ không phải thực sự là bức thư của Thượng úy Lê Quốc Tuấn cả. Và cái việc thứ hai nữa đó là Thượng úy Lê Quốc Tuấn đi trốn như vậy thì đi trốn như vậy thì Thượng úy đã phải lo rất nhiều thứ,
lo rất nhiều thứ về phía công an rồi rất nhiều những thứ, thì thượng úy đâu có thời gian để mà mang theo một cây bút và một tờ giấy để viết thư gửi cho gia đình và vợ con trước khi chết cả. Và một cái điều nữa ấy, thì sau khi cái bức thư này nó lan rất rộng trên cộng đồng mạng ấy, thì cộng đồng mạng đã tìm ra cái chủ nhân của bức thư đó là ai. Thì hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn biết chủ nhân của bức thư đấy chính là một cô gái bán hàng online ở trên mạng. Và cô gái này dựa vào cái vụ án của Tuấn Khỉ để viết bức thư này để gì ạ, tăng tương tác, câu like, câu view và để bán hàng rất nhiều, để bán được rất nhiều hàng ở trên mạng. Và sau khi cái bức thư này được lan truyền rộng quá và đã ngoài cái tầm kiểm soát của cô gái này ấy, thì mình xin được giấu tên cái cô gái này nhá. Thì cô gái này đã vội vàng xóa cái bài đăng của mình, tức là bức thư tuyển mệnh của thượng úy Lê Quốc Tuấn ở trên mạng xuống. Nhưng mà cộng đồng mạng đã tìm ra được đích danh tên của cô gái đó là ai và cô gái này đang ở đâu. Nghề nghiệp của cô gái này chính là một cô gái bán hàng ở trên mạng. Và trong cái những cái comment bình luận của mọi người ấy, thì có rất nhiều người cũng trái chiều, comment rất là trái chiều. Có những người thì thương tiếc cho thượng úy Lê Quốc Tuấn chỉ vì một chút nông nổi mà đã đánh mất tất cả bản thân cũng như gia đình. Có những người bình luận thì họ nói thượng úy Lê Quốc Tuấn thế này thế nọ là kẻ sát nhân, rồi là kẻ giết người, rồi là những người công an mà không đúng mực đánh dính vào cờ bạc. Thì ngay sau đó thì cô gái này đã xóa ngay cái bài đấy xuống. Và thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn biết một cái thông tin nữa về bức thư ấy. Ngoài cái thông tin về chị Tho, vợ của thượng úy Lê Quốc Tuấn xác nhận đấy không phải là bức thư tuyệt mệnh của chồng mình, thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn đích danh chủ nhân của bức thư đó là ai. Và chủ nhân của bức thư đó chính là một cô gái bán hàng ở trên mạng muốn tăng sự tương tác, bán được nhiều hàng, tăng view, tăng like và bán được nhiều hàng trên mạng, nên đã giả danh bức thư nhân cái vụ việc thượng úy Lê Quốc Tuấn bị bắn hạ vào đêm ngày 13 tháng 2, đã giả danh viết giả danh một bức thư như vậy để mục đích là kiếm lời, trục lợi. Qua cái câu chuyện này ấy, thì mình muốn chia sẻ với bạn một điều, đó là khi chúng ta tiếp nhận các thông tin ở trên mạng ấy, thì chúng ta hãy biết chất lọc thông tin nào là đúng, thông tin nào là sai. Chứ bây giờ thì thực sự là có rất nhiều người, người ta có thể đăng những cái gì mà người ta thích, miễn sao là người ta có thể đạt được mục đích của họ.